Trong truyền thuyết, Ôn Thần là sứ giả được thần phái tới nhân gian để thực thi việc giao trắc bệnh dịch. Ôn Thần có mắt, vì vậy đối tượng của dịch bệnh phải chuẩn xác, không thể làm bừa. Vào những năm 1920, gần đền Quý Tử thuộc thị trấn Thân Cảng, Đan Dương, tỉnh Giang Tô, có ghi chép một chuyện có thật về sự luân hồi chuyển kiếp của thần. Con người hiện nay thường hoài nghi rằng liệu Ôn Thần có thực sự tồn tại hay không, và Ôn Thần cũng phải luân hồi chuyển kiếp hay sao? Ôn Thần giết nhầm người vẫn phải chuyển kiếp xuống trần gian đền tội. Tại thị trấn Thân Cảng, Đan Dương thuộc tỉnh Giang Tô, nổi tiếng với lăng mộ Diên Lăng Quý Tử và đền Quý Tử, những gian phòng trống của ngôi đền được sử dụng làm các phòng học cho trường tiểu học sơ cấp thứ 2 trong thị trấn. Và những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, hiệu trưởng trường tiểu học này là ông Trương Cửu Cao, một nhà từ thiện trong làng. Trong Luân Hồi Tập do cư sĩ Vô Mẫu biên soạn, đã ghi lại một câu chuyện về sự chuyển sinh vào thời hiện đại của Ôn Thần xảy ra ngay tại nhà của ông Trương như sau. Ông Trương Cửu Cao là một người quân tử đôn hậu khiêm cung, ngôn hành cẩn trọng. Ông có ba người con trai, con cả là Trương Ứng Trâm, có một cậu con trai là Bảo Ngọc. Đầu năm 1920, cháu nội của ông, Bảo Ngọc đột ngột qua đời. Nửa năm sau, vào ngày 20 tháng 7, con trai cả Ứng Trâm cũng lây bệnh dịch mà mất khi còn rất trẻ. Ông nhớ lại bản thân chưa từng phạm tội lớn nào trong đời. Tại sao những chuyện đau buồn cứ nối tiếp nhau mà đến? Sự ra đi của con trai và cháu nội đã khiến cho tính tâm kiên định vào chân lý thiện ác báo ứng cả đời của ông bị dao động. Tuy nhiên, đúng hôm 22 tháng 7, ngày thứ ba sau cái chết của con trai, đã xảy ra một việc hết sức kỳ lạ. Khoảng 9 giờ sáng, người con trai thứ của ông là Trương Ứng Giới ra phố mua thức ăn. Anh đột nhiên thấy anh trai Ứng Trâm đã qua đời dẫn theo Bảo Ngọc đi về phía mình. Anh chỉ kịp mở miệng gọi đại ca thì đột nhiên bất tỉnh. Người trên đường vội đến đỡ Ứng Giới dậy. Một lúc sau, anh tỉnh dậy rồi lớn tiếng nói: "Tôi là Trương Ứng Trâm." Sau đó nhờ người đem giấy bút đồng thời mời cha mẹ của mình đến. Trong lúc chờ người đi báo tin, anh tranh thủ vừa viết vừa nói: "Tôi vốn họ Lữ, là sứ thần dịch bệnh." Đến khi thấy cha mẹ đến, anh vội quỳ xuống hành lễ, động viên hai người rằng sự chuyển sinh của anh trong kiếp này đều có mối quan hệ nhân duyên, hai người không nên quá đau lòng. Sau khi lễ bái cha mẹ xong, Trương Ứng Giới cũng thức tỉnh. Quan hệ nhân quả luân hồi. Trong những bài văn tứ tuyệt do Trương Ứng Trâm để lại, anh có giải thích rõ ràng về mối quan hệ nhân quả luân hồi giữa kiếp trước và kiếp này của mình. Tiền thân của tôi là sứ thần bệnh dịch họ Lữ, con trai Bảo Ngọc trong kiếp này vốn là thị giả của tôi. Vào ngày 14 tháng 7 năm Quang Tự thứ 20, trong lúc giao trắc bệnh dịch ở Sơn Đông, tôi đã sơ suất phạm lỗi lớn làm chết nhầm hai người. Kết quả tôi bị giáng chức và bị đầy xuống trần gian. Thần thổ địa nơi ấy lúc bấy giờ chính là tiền thân của em trai Trương Ứng Giới trong kiếp này. Ông ấy cũng mới vừa trở thành thổ địa ở đó. Cả hai chúng tôi đều không hoàn thành tốt sứ mệnh, đồng thời bị kết tội và giáng xuống trần chịu phạt. Bảo Ngọc cũng theo tôi xuống trần gian, vốn để làm người đánh xe cho tôi, chứ không phải làm con trai tôi. Đồng thời trong bài văn tứ tuyệt mà anh để lại cũng giải thích rõ tại sao kiếp này lại sinh ra trong nhà của Trương Cửu Cao. Thần thổ địa và tôi cùng lúc bị giáng xuống trần gian chịu tội. Sau khi đền tội xong, chúng tôi có thể quay về phục hồi chức vị của mình. Nhưng e sợ rằng sau khi xuống trần sẽ mất hết ký ức về đời trước, có thể lưu lạc ở trần gian, vĩnh viễn không có ngày trở về. Do vậy tôi nhất định phải lựa chọn một vị thiện sĩ tốt để làm cha mẹ. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng đã được chuyển sinh trong gia đình của ông Trương Cửu Cao, một vị đại thiện nhân. Tôi tuy rằng đời này không có công lao gì, nhưng cũng không tạo ác, vì vậy cũng đã đến lúc quay trở về khôi phục chức vị cũ. Lúc này đây bị nhiễm bệnh vốn là đã được định sẵn từ trước, làm sao có thể chữa khỏi. Thế gian này vốn chỉ là một quá trình luân hồi tuần hoàn mà thôi. Dịch bệnh cũng là do nhân quả tạo thành, nhân quả phân minh, ai ai cũng ở trong đó, rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, tại không gian khác anh cũng nhìn thấu sự mê chướng trong tình cảm ở thế gian. Vì vậy khuyên nhủ người thân cũng như thế nhân về phương pháp duy trì sự bình an. Xin cha mẹ đừng quá thương tâm. Con thực sự đến đây không phải để làm con của cha mẹ. Mọi việc trong gia đình còn có hai em trai. Nếu con có thời gian sẽ âm thầm giúp đỡ. Vợ của con là Tào Thị, thủ tiết đoan trang, quỷ thần bội phục.
phúc phận một đời, sau này sẽ được người đời tôn thờ, hưởng phúc lộc trường thọ tại nhân gian. Tuy rằng có vẻ như đó là vinh hoa phú quý, nhưng tôi có lời muốn nhắn nhủ, mong các đệ hãy ghi nhớ, hành thiện là hạnh phúc nhất. Nhưng điều thiện cũng có thật giả, cần nên phân biệt rõ điều gì là chân thiện. Hiếu kính phụ mẫu, yêu thương mọi người. Người xung quanh bị nhiễm dịch bệnh là do ở tại không gian khác, có một vị thần ung dịch đang gieo rắc dịch bệnh. Xin hãy nói với họ rằng nếu muốn bình an thì trong tâm đừng mong cầu điều may mắn, tâm thiện thì mới giải quyết được vấn đề. Trương Ứng Trâm thông qua việc mượn xác em trai để giải nghi hoặc cho cha mẹ cũng như người trên thế gian rằng ung thần thực thi nhiệm vụ đều có đối tượng minh xác, không được phép nhầm lẫn dù là tính mạng của chỉ một hoặc hai người. Thế gian có thiên lý thiện ác báo ứng, dù là thần cũng không tránh khỏi, tuyệt nhiên không có may mắn ngoại lệ. Những khổ nạn của con người đều có cơ chế của thiên lý này. Biểu hiện thì như mắc bệnh, gặp chuyện xui xẻo, bất công, nhưng thật ra đều có nguyên nhân cả. Những ai hiểu được nhân quả là có thật thì sẽ không cảm thấy bất công nữa, mà sẽ biết bản thân cần phải làm những gì. Bình an không có yếu tố may mắn, hành thiện là hạnh phúc nhất. Chỉ có chân thiện mới là chìa khóa mở cánh cửa bình an.